Ngày 1 tháng 6, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Mai Hồng Khanh 40 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua Facebook, Khanh làm quen với một phụ nữ đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khoảng 1 tháng quen biết và trò chuyện trên mạng, Khanh rủ người này về quê Khanh ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chơi và sau đó đưa đến khách sạn. Tại đây, Khanh lấy điện thoại và chiếc ví của người phụ nữ bên trong có trên 7 triệu đồng. Khi người phụ nữ thắc mắc, Khanh giải thích anh ta chỉ giữ rút tài sản. Hai người rời khỏi nhà nghỉ, cùng đi ăn sáng và Khanh trả chiếc điện thoại cho cô. Sau một lúc đi lòng vòng, người phụ nữ yêu cầu Khanh trả lại ví tiền, nhưng anh ta chỉ đưa cho cô 200.000 đồng. Lợi dụng lúc người phụ nữ đang mua hàng, Khanh bỏ trốn. Sau đó cô đến cơ quan công an trình báo. Đến ngày 18 tháng 5, công an đã mời làm việc và Khanh đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình. Ngoài ra, Khanh còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, vào ngày 30 tháng 4, Khanh đã trộm tài sản và chiếm đoạt một xe máy, một điện thoại di động của một phụ nữ ở tỉnh Tuyên Quang.